Em Trần Anh Ô Tô gửi lời chào toàn thể tất cả các anh chị thân thương trên kênh YouTube nha. Bên em về con Honda City nè, biển số 60E38808. Salon em mấy ngày nay bán cũng được gần hết xe rồi anh chị ạ. Con này đời 27, bên em bán giá 515 triệu. Con này đi mới được có 37.000 km anh chị nha. Honda City con này 1.5 bản AT. Mức độ tiêu hao nhiên liệu nó là 7 lít trên 100 cây. Nó là dòng xe phong dáng số tự động anh chị ạ. Đây là con Honda City đây. Tiếp tục thêm một con xe nữa, đó là con Chevrolet đời 2008. Con này chỉ có 102, không có chiếc thứ hai anh chị nha. Con này Trần Anh đã đăng clip rất là chi tiết đến toàn thể tất cả các anh chị rồi. Tiếp theo đây là con Ford Everest. Con này máy 2.5 bản MT. Con này đời 2011. Bên em bán giá là 505 triệu qua bớt cho anh chị. Và những mẫu xe em bán là bao rút hồ sơ cho anh chị đến toàn diện toàn thể tất cả nhé. Đây là con phong xe Ford Everest, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ. Xe này Trần Anh cũng đã làm clip rất là chi tiết rồi nha anh chị nha. Bên em có hỗ trợ trả góp ngân hàng à. Những anh chị nào trong tỉnh Lâm Đồng bên em có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho anh chị nha. Đây là con Fortuner đời 2014, 755 triệu. Con này là máy 2.5 bản G anh chị nha, 7 lít trên 100 km dầu thôi. Đây là phong dáng, là con này Trần Anh cũng đã làm clip rất là chi tiết con Fortuner đời 2014 đây rồi anh chị ạ. Chất xe còn đẹp mãi với thời gian và năm tháng luôn. Tiếp theo nữa là con Jolly anh chị. Đây là con Jolly đời 2005. Những mẫu xe đẹp bên em dựng ở trong salon nhá, xe không lỗi nhá. Bên em bán xe là 3 phấn đồng 3 bồng nước cho anh chị, có bớt cho anh chị luôn. Đây là con Jolly, là nước sơn rin của nó còn được 80%, đời 2005. Bên này con xe này bên em bán giá 175 triệu. Đây là con xe đây, 4 vỏ xíu rồi Trần Anh sẽ làm clip chi tiết đến con Jolly đời 2005 này cho anh chị xem nhé. Và tiếp theo em xin giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị, đó là con Fortuner đời 2014, con này màu bạc anh chị nha, màu bạc phong mới nè, mũi heo đây nè, đây là mũi heo đây à. Đây xe Fortuner bản 2.5 đây, đi được 71.000 rồi, bên em bán giá 775 triệu nha. Chất xe này đẹp như xe mới rồi. Là phong xe này anh chị ạ. Đó, tổng quan bên salon em hôm nay bán gần hết rồi, còn được có mấy chiếc à. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của Trần Anh và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến với tay người tiêu dùng nha. Fortuner đây anh chị ạ. Phong dáng còn đẹp mãi với thời gian và năm tháng luôn. Chất xe là bên em bán Mazda nè, Hyundai nè, Audi nè, Ford nè, Lissu nè, Toyota nè, Camry nè, bên em vẫn có hết nha anh chị nha. Anh chị tới tận salon ô tô miền Nam làm việc trực tiếp với Trần Anh Ô Tô để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý. Riêng cái chiếc xe này bên em bán ra cam kết với anh chị là không cứng đục, không ngập nước, có bớt cho anh chị luôn nha. Và những mẫu xe em bán ra bên em bao rút hồ sơ toàn thể tất cả anh chị luôn. Bên em là trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ạ. Hai chi nhánh 1, chi nhánh 2 do Trần Anh chịu trách nhiệm bán hàng toàn diện đến toàn thể tay người tiêu dùng nhé. Phong dáng đây ạ, phong dáng con Fortuner đây. Hai cụm đèn sau còn rất mới nè. Xe này như xe mới rồi, tuy rằng nó là đời 2014. Nó trải qua có mấy năm thôi nhưng mà chất xe còn đẹp lắm. Bên em lựa xe rất là kỹ và rất là nghiêm ngặt luôn ạ. Một lần nữa anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo. Trần Anh sẽ cập nhật về những mẫu xe xe cỏ vừa túi tiền để phục vụ đến toàn thể bà con, và những xe dòng xe cao cấp để phục vụ đến toàn thể tất cả các anh chị có nhu cầu và muốn đổi xe nhé. Bên em nhận cáp đổi xe 64 tỉnh thành. Anh chị có những cái dòng xe cứ báo trực tiếp đến Trần Anh Ô Tô, em sẽ tới từng nơi em mua và giá cả hợp lý để đến với tay người tiêu dùng anh chị nhé. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn và em xin chào, em xin hẹn gặp lại ạ.